hello xin chào các bạn nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cắt giá này đó trên kênh của mình thì mời cho mình nút like nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người giá này đó đến từ HESS tham gia kéo rod này thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên telegram của cho mình nhé ok sau khi vào đây mà bấm start cho mình rồi ở đây mọi người sẽ bấm vào xuống list star cho mình nhé sau đó mọi người vào kênh channel telegram và kênh group telegram bấm sau ra kênh này các bạn quay trở lại do vào kênh group telegram luôn bấm tham gia kênh ok tiếp tục quay trở lại mọi người sẽ bấm vào trở lại này bấm vào ba gạch ở đây bấm vào avatar ở đây các bạn bỏ copy lại cái username kênh telegram của mọi người đấy nhá sau đó các bạn sẽ gửi vào telegram ok rồi tiếp tục các bạn follow kênh twitter like và retweet lại bài post sau đó gửi uh, profile link kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok, ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi cho mình này. Sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người sẽ like và retweet là bài đăng. Mình sẽ bài đăng nào. Bài đăng là nhiều người like nhất đấy, mọi người sẽ retweet cho mình. Đây, một bài này. Rồi, tiếp theo là bài thế này. Hai bài này, ba bài này. Ok. Sau đó mọi người sẽ sao chép lại profile link kênh Twitter của mọi người nhé Rồi gửi vào telegram cho mình Địa chỉ ví ở đây nó bảo là mọi người sẽ gửi địa chỉ ví mạng BSC ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví Metamask nhé. Ở đây các bạn có thể vào sao chép địa chỉ ví cho mình. Ở trên ví Trút hoặc ví Metamask thì mọi người cứ sao chép một trong hai địa chỉ ví BSC hoặc ETH được. Ok, sau khi vào ví của mọi người thì cứ sao chép lại địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại Airdrop. Các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình nhé. Rồi ok. Vào cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một link red để mọi người chia sẻ với bạn bè người thân. Bấm một đôn này. Ok. click gì đây mình sao chép xem nào nó bảo gửi để chỉ ví vào đâu xem nào điền tên người dùng telegram và ví platform của bạn quan trọng nhấp vào đây ok mọi người sẽ nhấp vào click here này ở mọi người sẽ điền form nhá Mở cái form lên nó bắt điền vào form đấy ok à, Ở đây không phải phải là ở ở đây như như là đây là list là thì vậy ok đây là một ok ok thì sao ok Điền kèm gì ta Hình Như mọi người sẽ điền vào đây này Ok vậy mọi người sẽ điền vào đây Đấy mọi người sẽ điền vào đây cho mình nhá Điền username kênh tay ram đấy Rồi sau đấy nhập địa chỉ ví của mọi người vào đây đúng ạ à, xóa dòng chữ này đi. đây mà copy là địa chỉ ví này đây mà sao chép là địa chỉ ví ra ngoài cho mình nhé rồi sau đó điền vào đây ok bấm vào đây cho mình nhé tích vay cho mình này ok rồi đấy như, vậy là xong rồi nhá ok quay trở lại Eros, bấm đôn như mình rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ mọi người nhá bây giờ copy lại cái này để mọi người startit ở đây đã xong và start này ở đây mọi người sẽ có một cái link red luôn mọi người nhé Ok cảm ơn mọi người đã xem video vừa đầu mình hướng dẫn mọi người dự án Aerod đến từ HESS tham gia dự án mọi người có cơ hội nhận được 4 token HISS này và dự án dành cho 2.000 suất random Xin chào và hẹn gặp lại mọi người cảm ơn mọi người